Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đam mê cá vàng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục chuyên mục điều trị cho cá vàng không cần thuốc. Lần trước mình đã có chia sẻ về một cái quá trình điều trị cho chú cá vàng thối đuôi không dùng thuốc. Và hôm nay mình sẽ làm về chú cá đó nữa. Lần này thì chú cá bị tróc vảy, nguyên nhân chính là do chủ nhân đã thả chú cá này vào chung với cá trống và bị cá trống dí theo và đã rỉa vảy rất là nhiều và vảy đã tróc ra rất là nhiều và bị xuất huyết nặng. Ok, let's go, mình với các bạn cùng đi vào quá trình điều trị chú cá này mà không cần dùng thuốc nha. Chủ nhân có chia sẻ rằng sau khi điều trị cho chú cá ở trong rổ điều trị hồi phục khoảng gần 2 tháng thì sau đó thì mới cho chú cá này vào hồ nuôi. Lúc đầu thì các chú cá trống không có đuổi theo và hành động rất là bình tĩnh, vậy nên chủ nhân đã tin rằng chú cá mái này sẽ được yên. Không ngờ rằng 2 ngày sau đó thì bạn cá mái này đã không thể di chuyển được và lật úp nổi trên mặt nước. Đây là hình dạng của chú cá sau khi đã hoàn thành, đã hồi phục sau một thời gian điều trị lần 1 là khoảng gần 2 tháng. Vậy mà 2 ngày sau đó thì chú cá đã trở nên yếu đuối và nổi trên mặt nước. Chủ nhân cũng có chia sẻ một hình ảnh rất là thú vị, đó là những chú cá trống hình như là biết rằng chủ nhân của mình đang bị giận dữ nên là nó không có lên trên mặt nước luôn mà nó cứ dồn vào đáy như vậy, và trong những cái chú cá trống nó rất là sợ hãi. Đây là một hình ảnh của hiện trạng bé mái bị tấn công lần 2 nè. Các bạn có thấy rằng cái phần đuôi của cá và phần thân cá bị xuất huyết rất là nặng luôn. Và nhìn ở trên xuống các bạn có thể thấy là phía bên tay trái á, các bạn nhìn là cái phần vảy thì bong tróc ra luôn, đuôi thì te tua, đúng kiểu là te tua luôn á. Và đây là hình ảnh của chú cá chụp ở phía từ ở dưới lên. Các bạn thấy rằng vảy nó tróc tới nỗi là nó cái bề mặt da của cá giống như là nó chỉ còn da thôi á, nó rất là trơn. Và về phần xương vây của cá, các bạn có thể thấy rằng nó có một cái lỗ luôn, giống như là bị tấn công rất là nặng vậy á. Theo như đánh giá của chủ nhân thì vết thương này rất là nặng, có nghĩa là thối đuôi rồi vảy và xuất huyết xảy ra cùng một lúc, và vì vậy khiến cho chú cá không thể nào di chuyển, kiểu giống như là nó gần chết luôn á. Vì vậy nên là cần phải tách chú cá này ra và tắm nước muối trong điều kiện điều trị khẩn cấp. Đầu tiên là chủ nhân đã đặt chú cá ở một nơi không có người, hoặc là ở một cái nơi mà không có nghĩa là hạn chế nhất cái việc mà nghe hoặc là cảm nhận được cái sự di chuyển hoặc là dấu hiệu. Điều này sẽ làm cho chú cá bị giảm stress đi rất là nhiều và sẽ che cái khu vực điều trị cá bằng một cái tấm ván hoặc bằng một cái màn che gì đó để tạo bóng tối. Bởi vì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn là chú cá sẽ mau hồi phục hơn trong tình trạng là bóng tối, và để cá có thể nghỉ ngơi và không bị căng thẳng bởi một tác nhân nào cả. Và bạn đó đã điều trị cho chú cá trong một cái bồn nước muối, tấm nước muối có nồng độ là 0,5%, tức là khoảng một cái muỗng ăn muối á, cho một lít nước, và trong vòng 24 giờ và đợi cho nó hồi phục. Và về sụt khí á, thì bạn đó sẽ để cái sụt khí nhẹ thôi chứ không có quá mạnh để tránh gây stress cho cá. Vào hôm điều trị thì chủ nhân không cảm thấy là chú cá hồi phục thêm một chút xíu nào hết, nhưng mà vào sáng hôm sau thì cảm thấy là chú cá có thể dễ chịu hơn một tí xíu và dường như là đang bơi nhẹ nhẹ. Nhưng mà ở trên mặt nước thì hiện ra rất là nhiều bọt luôn, và cái bọt của nó ngày càng lớn và không thể biến mất. Mình cũng đã có chia sẻ với các bạn đó là bọt nổi ở trên mặt nước là thể hiện đó là chú cá đang thải độc ra ngoài. Và những cái nhớt, những cái gọi là chất độc của cơ thể cá nó đã thải ra, và điều này khiến cho mình cảm nhận được rằng cái sự gọi là cá có thể hấp thụ được cái sự điều trị này. Sau khi mà nhìn thấy hiện trạng nước nổi nhiều bọt như vậy thì bạn này đã thay nước muối cho cá bằng nước muối mới để ngâm cho chú cá này, và cho chú cá này ăn một tí xíu gọi là trùng tươi á. Mình cũng đã có chia sẻ với các bạn á là khi mà chú cá bị bệnh thì mình cũng có thể cho chú cá ăn một ít trùng tươi để có thể thúc đẩy cái quá trình khỏi bệnh cho cá.
Ở đây thì mình có một cái lưu ý nhỏ với các bạn một tí xíu về việc cho cá ăn. Mình cũng có chia sẻ với các bạn rằng khi mà chú cá bị bệnh đó thì các bạn nên hạn chế cho cá ăn và cho cá nhịn. Tuy nhiên á, các bạn cũng nên quan sát xem là chú cá của mình có thải phân hay không. Nếu mà chú cá có thải phân thì không sao cả, các bạn có thể cho cá ăn trùng tươi, bởi vì trùng tươi thì cá rất là mau mau tiêu hóa. Nhưng mà nếu trường hợp các bạn quan sát rằng thấy chú cá vẫn chưa thải phân được thì các bạn nên nhẫn nhịn một tí xíu và không nên cho cá ăn. Trong trường hợp này là bởi vì chú cá có thải phân nên là chủ nhân đã quyết định cho cá ăn một tí xíu trùng tươi. Và đây là hình ảnh của phân thải sau ngày 1 điều trị bằng nước muối. Khi mà nhìn thấy phân, khi mình nhìn bên ngoài á, thì đúng là phân có hơi mỏng. Tuy nhiên thì mình nhìn thấy màu phân cũng có phần khỏe mạnh. Vì vậy mình có thể đánh giá rằng chú cá này chỉ bị bề ngoài thôi. Và những cái chức năng bên trong nội tạng của cá vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh. Nên là chủ nhân đã quyết định cho ăn. Và đây là hình ảnh của phân cá sau 5 ngày điều trị. Các bạn thấy rằng cái phần phân cá nó có phần mập hơn một tí xíu ha. Cái màu của phân cá cũng ổn định hơn rất là nhiều và nó không có bị dạng giống như là rời ra hoặc là có phần bị tiêu chảy. Bởi vì phân cá đã ổn định thể hiện rằng chú cá này đã ổn định. Vì vậy nên là chủ nhân đã quyết định thả chú cá về nước nuôi bình thường. Và đúng như dự đoán thì ngày hôm sau chú cá vẫn đi ngoài bình thường và có vẻ đòi ăn nên là chủ nhân đã cho cá ăn trùng tươi. Và bây giờ thì cảm nhận được là chú cá đã có phần hồi phục rồi. Thì các bạn thấy là những cái phần đuôi cá đã bắt đầu xuất hiện những cái đốm đen đen đúng không? Có một cái video mình chia sẻ với các bạn là cái bệnh đốm đen của cá. Thì có nghĩa là đốm đen nó là một cái yếu tố, một cái phần phải xảy ra nếu mà trong trường hợp là chú cá bị thương bên ngoài. Thì trong quá trình điều hồi phục á, thì chú cá sẽ xuất hiện đốm đen. Nó là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy rằng là dấu hiệu mà chú cá đang dần dần hồi phục vết thương của nó ha. Và cái điều đáng sợ hơn nữa đó là các bạn có thể nhìn thấy là cái phần gọi là cái phần da của chú cá, cái phần vảy nó lột hết luôn đi luôn, nó chỉ còn lại cái phần da bóng trơn thôi. Thì nhìn vào đây chú bạn, các bạn có thể tưởng tượng và cảm nhận được rằng khi mà chú cá bị thương á, hoặc là bị rỉa vảy á, thì rất là nặng. Một điểm lưu ý với các bạn nữa đó là bởi vì vảy cá đã bị bong tróc ra rất là nhiều nên là trong quá trình điều trị cá hoặc là khi mà các bạn thả cá về nước nuôi bình thường á thì là các bạn phải quản lý nước thật là tốt, bởi vì lúc này thì cá nó không còn cái phần vảy ở ngoài nữa, nó sẽ không có một cái gì để bảo vệ cho cái da của nó hết nên là cá có thể bị chết nếu mà bị nhiễm trùng hoặc là vảy bong tróc ra nhiều. Và bạn quản lý nước kém nữa, có nghĩa là nước bị bẩn á, thì cá rất là dễ bị bệnh lại và chết. Vậy nên lúc này bạn cần phải thay nước thường xuyên ha, hoặc là quản lý nước muối thường xuyên để trong hồ cá nước của cá nó được trong sạch và nó không có bị bẩn. Đây là một số hình ảnh của chú cá vào ngày thứ 5 trong quá trình điều trị. Các bạn có thể thấy rằng cái phần đuôi của nó sẽ xuất hiện những cái vệt màu đen rất là nhiều. Đó là trong quá trình cá điều trị ha. Và các bạn có thể nhìn thấy là nó đang dần dần, gọi là cái phần đuôi nó sẽ đang dần dần mọc ra. Và tình trạng của cá thì đã bơi lội bình thường. Và tuy nhiên nếu mà cho chú cá trở về cái bể với cá trống như ban đầu á, thì chủ nhân sợ rằng lại tiếp tục xảy ra tình trạng đó nữa, nên là đã quyết định là tách chú cá ra một cái rổ để ở trên, để cho chú cá được hoàn thành cái quá trình điều trị của mình. Và có thể là trở thành một chú cá đẹp như ban đầu. Nó có thể tốn khoảng đâu đó khoảng chừng hơn 2 tháng, mình nghĩ là như vậy. Vậy thì các bạn thấy rằng trong quá trình điều trị 5 ngày hơn thì chú cá từ một chú cá mà các bạn cảm nhận rằng nó không thể nào bơi được luôn và nó chỉ nổi trên mặt nước, cơ thể nó thì giống như là te tua, vảy thì bong tróc ra rồi, những cái phần đuôi á thì bị te tua gọi là rách đi rất là nhiều luôn, nhưng mà chú cá đã hồi phục trong vòng 5 ngày hoàn toàn chỉ bằng nước muối và không dùng thuốc. Mình nghĩ rằng đây là một cách rất là hữu hiệu là khi mà điều trị cho cá, bởi vì khi mà các bạn nuôi cá nha, trong nhà của các bạn lúc nào cũng phải có nước muối biển hết, là các bạn phải lưu ý điều này. Thì thông qua video clip này mình hy vọng rằng
Ok, video ngày hôm nay khá là ngắn gọn thôi. Mình cũng muốn xây dựng những cái video clip về một cái chuỗi video là điều trị cho chú cá vàng không cần dùng thuốc, để mình muốn truyền tải với các bạn rằng khi mà mình điều trị cho cá vàng thì nên điều trị bằng một cách tự nhiên thì sẽ tốt hơn cho cá. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy hữu ích khi mà xem video clip này nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.